VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nói về vai trò của loa rút trong dàn karaoke thì có lẽ ai cũng biết rằng loa rút giúp cho âm thanh hay hơn, sóng động hơn. Và ứng dụng loa rút trong dàn karaoke kinh doanh thì đã giúp cho không ít ông chủ mang về doanh thu vượt trội. Và một trong những loa rút có phản hồi tích cực từ phía khách hàng để chính là loa rút BF Audio S15 Pro. Chính vì thế mà VDA muốn giới thiệu rộng rãi hơn để quý vị, để cho dàn âm thanh của quý vị trong dịp Tết này hay hơn nữa. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy cùng nhau theo dõi video này nhé. Về thiết kế giúp BF Audio S15 Pro không có thiết kế quá nổi bật so với các dòng loa phổ biến trên thị trường, nhưng giúp BF Audio S15 Pro vẫn đảm bảo được tính mạnh mẽ khi toàn bộ lớp vỏ được phủ màu đen đồng nhất. Vỏ ngoài bằng kim loại cùng kích thước loa hợp lý 461mm chiều dài, 590mm chiều rộng và 495mm chiều cao tạo nên sự nhỏ gọn chắc chắn cho sản phẩm. Logo của BF Audio in chìm rất tinh xảo và nổi bật. Mặt trước của loa rất dễ nhận biết với lớp kim loại đen chắc chắn bảo vệ củ loa bát bên trong. Phần mép dưới nổi bật với logo thương hiệu. Những tính năng nổi bật: âm bát nội lực, độ phủ bát rộng. BF Audio S15 Pro được đầu tư vào chất lượng âm thanh khi trang bị hệ thống gồm 2 củ loa bát có kích thước lên đến 360mm trên 100mm. BF Audio S15 Pro cho âm thanh nội lực và căng đầy. Bạn sẽ bất ngờ vì hát karaoke nhẹ và thoải mái hơn hẳn. Hát các bản nhạc đen thì hào hứng bởi đúng chất sôi động và bốc lửa. Giúp BF Audio S15 Pro phù hợp cho không gian phòng dưới 50m2. Với công suất tối đa lên đến 1000W, BF Audio S15 Pro có khả năng phủ bass đều và dài khắp phòng, rộng hơn 40m2, cho âm bass sâu và chắc nịt. Dù bạn ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong phòng hát cũng nghe được âm thanh hay, bắt tai và hào hứng như nhau. Cho âm thanh sóng động như thật, giúp BF Audio S15 Pro có khả năng tự điều chỉnh, cân bằng giữa những âm bass chặt chẽ và các âm sâu lắng, tái tạo âm bass cho từng loại nhạc với tần số 40Hz đến 120kHz, giúp nghe rõ chất âm từng nhạc cụ như trống, guitar, hoạt động bền bỉ, không lo nóng máy. BF Audio S15 Pro có kết cấu mệt công nghệ cao, hệ thống thông gió và tản nhiệt tốt, giúp cho giúp có thể hoạt động nhiều giờ liên tục mà không bị nóng. Tuy nhiên các bạn cũng nên lưu ý rằng giúp BF Audio S15 Pro là dòng giúp hơi nên khi sử dụng phải phối ghép với Amply hoặc main có công suất thích hợp. Đánh giá về ưu và nhược điểm, VDA có một số lưu ý như sau. Về ưu điểm, giúp khắc họa sắc nét nhạc tính của từng bài hát khác nhau, vừa hát vừa nghe rõ tiếng guitar, trống, kèn. Hát karaoke nhẹ và thoải mái hơn hẳn. Nhược điểm là không phù hợp cho không gian phòng rộng trên 50m2, đòi hỏi kỹ năng cân chỉnh phối ghép khi sử dụng và giá thành khá cao, chỉ phù hợp cho dàn âm thanh chuyên nghiệp. Loa giúp BF Audio S15 Pro có giá bán chính thức tại VDA Shop của chúng tôi là 15 triệu đồng. Với giá bán này thì đánh giá là khá phù hợp cho những ai đầu tư dàn karaoke chuyên nghiệp. Và nếu như bạn thực sự yêu thích chiếc loa này thì hãy đến VDA để trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Và tại đây bạn còn nhận được những món quà hấp dẫn của VDA. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của VDA nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.